Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Á Châu. Trung Quốc nói Iran sẽ không leo thang bạo lực với Israel. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian khẳng định là nước này sẵn sàng kiềm chế và không có ý định leo thang thêm tình hình với Israel. Ngoại trưởng của Iran chia sẻ thêm về tình hình Trung Đông, Cộng hòa Hồi giáo Iran ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và ủng hộ những nỗ lực tích cực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn, khôi phục hòa bình trong khu vực và tăng cường hợp tác giữa các nước trong khu vực. Trong tháng này thì Israel cho biết họ sẽ tiến hành các hoạt động tấn công trên bộ vào Rafah một thành phố phía nam của Gaza, nơi mà hơn một triệu cư dân đã chạy trốn, gây thêm lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Tuy nhiên, thì sau cuộc oanh tạc của Iran, không rõ liệu Israel có thực hiện đúng kế hoạch ban đầu là đổ bộ vào thành phố này để đè bẹp Hamas hay không. Israel chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào khu đại sứ quán Iran ở Damascus, Syria vào ngày 1 tháng 4, nhưng cả Iran và Syria đều cáo buộc Israel phải chịu trách nhiệm. Trong cuộc điện đàm với ông Amir Abdullahian, ông Vương lặp lại rằng là Trung Quốc lên án mạnh mẽ vụ tấn công vào ngày 1 tháng 4 của Israel và nói rằng đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và không thể chấp nhận được. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc tốt hơn kỳ vọng trong quý I. Dữ liệu hôm 16 tháng 4 cho thấy kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh hơn kỳ vọng trong quý I năm 2024. Dù phải đối mặt với cuộc khủng hoảng trong ngành bất động sản và chi tiêu dùng trì trệ, chính quyền Bắc Kinh muốn tăng trưởng kinh tế đạt 5% GDP trong năm nay, một mục tiêu mà giới chức nước này vào tháng trước thừa nhận không hề dễ dàng. Trong 3 tháng đầu năm, GDP tăng 5,3% so với 5,2% của quý trước đó, theo số liệu của Tổng cơ quan thống kê quốc gia Trung Quốc. Con số trên vượt quá kỳ vọng của giới phân tích, mà theo dự báo của Bloomberg lẽ ra chỉ khoảng 4,8%. AFP dẫn lời nhà kinh tế trưởng Dan Wang của ngân hàng HSBC cho rằng số liệu vừa được công bố xa hơn dự báo của thị trường. Nhà kinh tế trưởng HSBC nói những gì diễn ra đã phản ánh chính sách cơ bản của Trung Quốc chuyển dịch từ tập trung vào thị trường tiêu dùng và lĩnh vực dịch vụ sang tăng trưởng công nghiệp. Một loạt các chỉ số vào tháng 3 được công bố cùng với dữ liệu GDP cho thấy nhu cầu nhà ở vẫn thấp và vì thế lĩnh vực bất động sản vẫn tiếp tục mang đến lực cản cho nền kinh tế Trung Quốc. Tiếp theo là bản tin đến từ Úc. Vụ tấn công nhà thờ ở Sydney là hành động khủng bố Cảnh sát của Úc vào ngày 16 tháng 4 cho biết là vụ tấn công bằng dao tại buổi lễ trực tuyến ở một nhà thờ phía tây nam của thành phố Sydney là hành động khủng bố, có động cơ tôn giáo. Cảnh sát kêu gọi cộng đồng địa phương đang tức giận, hãy bình tĩnh. Giới chức của cảnh sát tiểu bang New South Wales bà Karen Webb cho biết là vụ tấn công được coi là hành động cực đoan nhằm đe dọa dân chúng và cả giáo dân tại nhà thờ, cũng như là những người theo dõi buổi lễ được phát trực tiếp. Bà Webb cho hay nghi phạm được cảnh sát biết đến nhưng không nằm trong danh sách các tên khủng bố bị theo dõi. Lực lượng cảnh sát ứng phó với vụ việc nhanh chóng nhận ra họ bị tấn công bởi những người giận dữ bên ngoài nhà thờ. Bà Webb nói, người dân đã sử dụng những gì có sẵn trong khu vực bao gồm có gạch, bê tông, rào trắng để tấn công cảnh sát và xe cảnh sát. Một số cảnh sát đã bị thương và được đưa đến bệnh viện đám đông đã phá hủy 20 xe cảnh sát. Theo bà Webb, đây là điều không thể chấp nhận được và những người liên quan đến cuộc bạo loạn có thể sẽ bị thẩm tra và bắt giữ. Vụ việc trên xảy ra chỉ vài ngày sau một vụ tấn công bằng dao khiến cho 6 người thiệt mạng tại trung tâm mua sắm Westfield Body Junction, phía đông của thành phố Sydney. Hamas bác bỏ tất cả điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Lực lượng Hamas kiểm soát giải Gaza đã bác bỏ tất cả các điều khoản của đề nghị thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin mới nhất, một giới chức cấp cao của Israel cho biết. Cũng theo giới chức giấu tên này, Hamas chỉ sẵn sàng thả khoảng 20 con tin, các phụ nữ và nam giới trên 50 tuổi, như một phần của giai đoạn đầu trong thỏa thuận. Giới chức Israel được dẫn lời nói, Yaza Sinwa, người đứng đầu Hamas ở giải Gaza, không muốn có một thỏa thuận, Ông ấy không quan tâm liệu người dân Gaza có tiếp tục chịu thiệt hại hay không, ngay cả sau khi Israel có sự linh hoạt phi thường đối với tất cả các giới hạn trong đề nghị của Mỹ. Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công trả đũa, ra lệnh phong tỏa hoàn toàn Gaza và bắt đầu tấn công trên bộ và vùng đất của người Palestine với mục tiêu được tuyên bố là tiêu diệt các chiến binh Hamas đồng thời giải cứu con tin. Theo giới chức địa phương, cho đến nay, hơn 33.700 người đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel ở giải Gaza. Tiếp theo phần tin Á CEO Apple Tim Cook đến Indonesia bàn cơ hội đầu tư. Sau khi rời Việt Nam, CEO Tim Cook của hãng công nghệ Apple đến Indonesia, nơi mà ông sắp gặp Tổng thống Joko Widodo để thảo luận về cơ hội đầu tư của Apple tại Indonesia. Theo hãng tin Antara của Indonesia, Tổng thống Widodo có lịch gặp ông Tim Cook tại Điện Merdeka của Jakarta vào ngày 17 tháng 4. Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Tin học Indonesia Budi Ari Satyadi đã cho biết, tại cuộc gặp thì hai bên sẽ thảo luận về các cơ hội đầu tư của Apple tại Indonesia, vốn quan trọng đối với tiến bộ công nghệ toàn cầu. Ông Setiadi cũng nhấn mạnh chuyến thăm của ông Cook tới Indonesia là minh chứng cho sức hút của ngành công nghệ kỹ thuật số của nước này. Apple là tên tuổi lớn trong ngành công nghệ và là một trong những công ty được chào đón tại nhiều quốc gia, đặc biệt là khu vực đang phát triển công nghiệp sản xuất như Đông Nam Á. Indonesia đã đặt trọng tâm vào ngành công nghệ và đạt một số thành tựu đáng chú ý. Nước này cũng nỗ lực bắt kịp xu hướng tập trung vào ngành điện tử, ví dụ sản xuất chip và lĩnh vực bán dẫn. Trong một phát biểu về vấn đề này cùng ngày, thì Bộ trưởng Công nghiệp Indonesia là August Gamiwang Kartasamida cũng đã hy vọng là tiềm năng đầu tư sẽ là chủ đề được thảo luận trong cuộc gặp giữa Tổng thống Widodo và ông Cook. Hơn 100 người thiệt mạng, gần 1.000 người bị thương trong dịp lễ hội Songkran của Thái Lan. Là một trong những ngày hội hút khách du lịch bậc nhất ở Thái Lan, nhưng năm nào ngày lễ mừng năm mới truyền thống của người Thái, Songkran cũng ghi nhận lượng thương vong cao, Năm nay, trong 3 ngày hội chính tổ chức từ 11 tháng 4 đến 13 tháng 4, Thái Lan ghi nhận 936 vụ tai nạn đường bộ, 116 người tử vong, gần 1.000 người bị thương gồm cả du khách và dân địa phương. Số liệu này do Cơ quan Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan thống kê, trong đó thành phố Nakhon Si, Thamarat và Songkla có số vụ tai nạn cao nhất với 39 vụ mỗi nơi. Songkla có số người bị thương cao nhất với 45 vụ. Bangkok đứng đầu danh sách tử vong với 8 trường hợp được ghi nhận. Đặc biệt tại Bangkok xảy ra vụ việc du khách nước ngoài tử vong khi đang tham gia lễ hội té nước. Người này làm rơi súng nước dưới kênh và đuối nước khi nhảy xuống dòng nước vớt súng. Lượng khách quốc tế tới Thái Lan dịp này được dự báo tăng vọt, ước đạt hơn 120.000 lượt, mang lại nguồn thu lớn cho ngành du lịch. Tuy nhiên, ngày hội này cũng thường bị gắn với tên gọi ngày nguy hiểm bởi thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng gây tử vong. Nam hàng tưởng niệm 10 năm xảy ra thảm kịch chìm phà Sewol vào ngày 16 tháng 4, Nam Hàn đã tổ chức lễ tưởng niệm tròn 10 năm ngày xảy ra thảm kịch chìm phà Sewol, khiến cho hàng trăm học sinh thiệt mạng. Theo hãng tin Yonhap, Bộ trưởng Nội vụ của Nam Hàn Lee Sang-min và Thị trưởng Incheon Yoo Jeong-bok cùng với khoảng 200 người dự lễ tưởng niệm tại nghĩa trang Incheon Family Park. Đây là nơi lưu giữ tro cốt của 44 nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm phà một thập niên trước. Tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển cũng đã đưa một số gia đình của nạn nhân tới nơi từng xảy ra vụ chìm phà ở ngoài khơi phía nam của Nam Hàn để làm lễ tưởng niệm. Trong lễ tưởng niệm thì cũng được tổ chức tại thành phố cảng Mokpo, tỉnh Nam Giola nơi mà các lực lượng chức năng đã trục vớt được mảnh vỡ của phà Sewol và hiện cũng là nơi trưng bày mảnh vỡ này. Tại cuộc họp nội các, tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của các nạn nhân và Sewol nặng 6.825 tấn, chở 476 hành khách bị lật ngoài khơi đảo Jindo vào ngày 16 tháng 4 của năm 2014, khi đang trên đường đến đảo Nghỉ Mát, Jeju. Thảm họa hàng hải tồi tệ nhất của Nam Hàn khiến cho 304 người thiệt mạng, trong đó có 250 học sinh và 11 giáo viên của trường trung học phổ thông.